Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với khóa học chữa câu hỏi trong các bài học thuộc bộ sách Khoa học tự nhiên lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Bài học ngày hôm nay của chúng ta thuộc chủ đề 1, nguyên tử, nguyên tố hóa học. Bài 1, nguyên tử. Vậy video này sẽ chữa cho các em các câu hỏi phần đầu bài, phần giữa bài và phần cuối bài. Đầu tiên ta vào câu hỏi của phần đầu bài. Mở đầu trang 10 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7. Khoảng năm 440 trước công nguyên, nhà triết học người Hy Lạp Democrit đã cho rằng nếu chia nhỏ nhiều lần một đồng tiền vàng cho đến khi không thể phân chia được nữa thì sẽ thu được một loại hạt gọi là nguyên tử. Nguyên tử trong tiếng Hy Lạp là atomos, nghĩa là không thể chia nhỏ hơn được nữa. Vậy nguyên tử có phải là hạt nhỏ nhất hay không? Thì để trả lời cho câu này thì ta có này, là nguyên tử là hạt nhỏ nhất vì nó không thể chia được nữa. Chuyển sang các câu hỏi ở phần giữa bài. Một, nguyên tử là gì? Ở phần hình thành kiến thức, kỹ năng 1, trang 10 sách Khoa học tự nhiên lớp 7, hãy cho biết nguyên tử là gì? Ở đây chúng ta trả lời, nguyên tử là những hạt cực kỳ nhỏ bé, không mang điện và cấu tạo nên chất. Ở câu hỏi thứ hai, hình thành kiến thức kỹ năng trang 10 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 là kể tên hai chất có chứa nguyên tử oxygen. Hướng dẫn trả lời, hai chất chứa nguyên tử oxygen là khí oxygen và nước. Cụ thể, khí oxygen được cấu tạo từ nguyên tử oxygen và nước được cấu tạo nên từ các nguyên tử hydrogen và oxygen. Câu hỏi tiếp theo, cấu tạo nguyên tử, hình thành kiến thức kỹ năng 3 trang 11 sách Khoa học tự nhiên lớp 7. Trong các hạt cấu tạo nên nguyên tử, hạt nào là hạt mang điện tích âm, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào không mang điện? Trả lời, ở ý A, hạt electron ký hiệu là E, mang điện tích âm, hạt proton ký hiệu là P, mang điện tích dương, hạt neutron ký hiệu là N và không mang điện. Ở phần câu hỏi tiếp theo, luyện tập 1 trang 11 sách Khoa học tự nhiên lớp 7, quan sát hình 1.3 và hoàn thành thông tin chú thích các thành phần cấu tạo trong nguyên tử lithium. Hướng dẫn trả lời, ở thông tin ở phần 1 là electron, phần 2 là hạt nhân, phần 3 là neutron, phần 4 là proton. Ở câu hỏi tiếp theo, ở mục luyện tập 2, trang 11, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7, hoàn thành thông tin trong bảng sau. Trong bảng có nguyên tử hydrogen, carbon, phosphor và các thông tin số proton, số neutron, số electron và điện tích hạt nhân. Hướng dẫn trả lời, vận dụng các kiến thức là trong nguyên tử số electron thì luôn bằng số proton. Điện tích hạt nhân của nguyên tử bằng tổng điện tích các proton. Nên là ta sẽ có bảng như sau. Thứ nhất, ở nguyên tử hydrogen, số proton là 1, số electron là 0, số electron là 1 và điện tích hạt nhân là dương 1. Lưu ý chúng ta biết dấu trước số sau. Với nguyên tử carbon thì số proton là 6, số electron là 6, số electron là 6, điện tích hạt nhân là dương 6. Đối với nguyên tử phosphor thì số proton là 15, số electron là 15, số electron là 16, điện tích hạt nhân là dương 15. Chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Ở mục luyện tập 3 trang 12 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7, aluminum là kim loại có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, được dùng làm dây dẫn điện, chế tạo các thiết bị máy móc trong công nghiệp và nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cho biết tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử aluminum là 27, số đơn vị điện tích hạt nhân là 13. Nêu cách tính số hạt của mỗi loại trong nguyên tử aluminum và cho biết điện tích hạt nhân của aluminum. Để hướng dẫn trả lời cho câu này thì ta có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton bằng số electron là 13. Số hạt trong hạt nhân nguyên tử thì sẽ bằng số proton cộng số electron thì ta sẽ được là 27 bằng 13 cộng số electron. Từ đấy suy ra được số electron bằng 27 trừ 13 là 14. Do đó mà aluminum có 13 proton nên điện tích hạt nhân của aluminum là dương 13. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Tìm hiểu thêm trang 12 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7.
Điện tích của nguyên tử helium bằng bao nhiêu? Ở đây quan sát hình vẽ của helium thì có 2 proton, mỗi proton thì mang điện tích dương 1 thì tổng điện tích là dương 2. 2 electron, mỗi electron có điện tích âm 1, tổng điện tích là âm 2. Thì ta cùng quan sát. Tổng điện tích của nguyên tử helium bằng 0, ta nói nguyên tử này không mang điện hay trung hòa về điện, cho biết nguyên tử sunfu hay là lưu huỳnh có 16 electron. Hỏi trong nguyên tử sunfu có bao nhiêu proton? Hãy chứng minh nguyên tử sunfu trung hòa về điện. Hướng dẫn trả lời cho câu này thì ta thấy nguyên tử lưu huỳnh hay là sunfu có số electron bằng số proton của 16. 16 electron thì mỗi electron có mang điện tích âm 1. Tổng số điện tích sẽ là âm 16. 16 proton, mỗi proton mang điện tích dương 1 nên tổng số điện tích là dương 16. Do đó tổng điện tích trong nguyên tử sunfu bằng 0 nên nguyên tử sunfu trung hòa về điện. Câu hỏi tiếp theo ở mục 3 La Mã, sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Hình thành kiến thức kỹ năng 4, trang 12, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7. Quan sát hình 14, hãy cho biết nguyên tử sodium có bao nhiêu lớp electron và mỗi lớp có bao nhiêu electron. Ở đây chúng ta cùng quan sát hình 1.4, mô hình cấu tạo của nguyên tử sodium. Hướng dẫn trả lời, dựa vào mô hình cấu tạo thì nguyên tử sodium có 3 lớp electron. Lớp thứ nhất là lớp trong cùng có 2 electron. Lớp thứ hai có 8 electron và lớp thứ ba có 1 electron. Chúng ta cùng chuyển sang luyện tập 4. Trang 13 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7, nguyên tử hydrogen và silicon có số electron lần lượt là 7 và 14. Hãy cho biết nguyên tử nitrogen và silicon có bao nhiêu lớp electron và có bao nhiêu electron ở ngoài cùng. Chúng ta cùng chuyển sang hướng dẫn trả lời. Ở đây chúng ta phải lưu ý các electron được sắp xếp lần lượt vào các lớp theo chiều từ gần hạt nhân ra ngoài. Mỗi lớp có số electron tối đa nhất định, như là lớp thứ nhất có tối đa 2 electron, lớp thứ hai có tối đa 8 electron. Đối với nguyên tử nitơ hay là nitrogen thì có 7 e được sắp xếp vào hai lớp. Lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 5 electron. Đây là nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Mô tả các lớp của nguyên tử nitrogen thì ta thấy đây, ở cái lớp thứ nhất thì có 2 electron và lớp thứ hai thì có 5 electron. Đối với nguyên tử silicon thì ta thấy có 14 electron và được sắp xếp vào 3 lớp. Lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron và lớp thứ ba có 4 electron. Nên nguyên tử silicon có 4 lớp, có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng ta cùng xem mô tả của các lớp electron của nguyên tử silicon. Chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo ở phần luyện tập 5, trang 13 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7. Quan sát hình vẽ mô tả cấu tạo nguyên tử carbon và nguyên tử aluminum. Ở hình 1.5, hãy cho biết mỗi nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron và số electron trên mỗi lớp đó là bao nhiêu. Ở phần hướng dẫn trả lời, ở hình 1.5a thì ta thấy trong nguyên tử carbon có 2 lớp electron. Lớp thứ nhất là lớp trong cùng có 2 electron, lớp thứ hai có 4 electron. Ở hình 1.5b thì trong nguyên tử aluminum có 3 lớp electron. Lớp thứ nhất là lớp trong cùng có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron và lớp thứ ba là có 3 electron. Chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo ở mục 4, khối lượng nguyên tử. Hình thành kiến thức kỹ năng trang 13 sách khoa học tự nhiên lớp 7. Trong 3 loại hạt cấu tạo lên nguyên tử, hạt nào có khối lượng nhỏ nhất? Thì ở phần hướng dẫn trả lời ta thấy proton và electron đều là có khối lượng sấp xỉ bằng nhau và bằng 1 AMU. Còn khối lượng của electron là 0,00055 AMU. Như vậy, hạt electron là hạt có khối lượng nhỏ nhất. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Ở phần hình thành kiến thức kỹ năng 6, trang 13, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7, khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị nào? Thì ở phần trả lời,
khối lượng của nguyên tử sẽ được tính bằng đơn vị khối lượng nguyên tử và được ký hiệu là AMU. Thì 1 AMU bằng 1,6605 nhân 10 mũ âm 24g. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo ở phần luyện tập 6 trang 13 sách khoa học tự nhiên đơn 7. Quan sát hình 1.5, hãy cho biết A. Số proton, neutron, electron trong mỗi nguyên tử carbon và nguyên tử aluminum. Ở phần B là khối lượng nguyên tử carbon và nguyên tử aluminum bằng bao nhiêu. Chúng ta cùng đến phần hướng dẫn trả lời. Trong nguyên tử carbon có 6 proton, 6 electron và 6 electron. Trong nguyên tử aluminum thì có 13 proton, 14 neutron và 13 electron. Ý B, ta có chú ý khối lượng của electron nhỏ hơn nhiều lần so với khối lượng của proton và electron, nên có thể coi khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân. Trong nguyên tử carbon có 6 proton và 6 electron, nên khối lượng của một nguyên tử carbon là 6 x 1 cộng với 6 x 1 là bằng 12 AMU. Trong nguyên tử aluminum có 13 proton, 14 neutron, nên khối lượng của một nguyên tử aluminum là 13 x 1 cộng 14 x 1 bằng 27 AMU. Chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập 7, trang 14 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7, hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng sau. Ở trong bảng này ta có hạt trong nguyên tử, nó có proton, neutron và electron, yêu cầu chúng ta điền các thông tin về khối lượng theo đơn vị AMU, diện tích và vị trí trong nguyên tử. Thì ở đây có một số thông tin rồi và nhiệm vụ của chúng ta là điền các thông tin mà còn thiếu ở trong cái câu hỏi chấm này. Hướng dẫn trả lời: đối với hạt trong nguyên tử, hạt proton thì có khối lượng là 1 AMU, diện tích dương 1, vị trí là ở trong hạt nhân. Đối với hạt neutron có khối lượng là 1 AMU, diện tích là neutron thì không mang điện, vị trí trong nguyên tử là ở trong hạt nhân. Với hạt trong nguyên tử electron, khối lượng là 0,00055, điện tích là âm 1, vị trí trong nguyên tử là ở vỏ hạt nhân nguyên tử. Chúng ta cùng chuyển sang câu tiếp theo, phần vận dụng trang 14 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7, là ruột hút chì thường được làm từ than chì và đất sét. Than chì được cấu tạo từ các nguyên tử carbon. Hãy ghi chú thích lên các hạt tương ứng trong hình vẽ mô tả cấu tạo nguyên tử carbon. Và ý B là em hãy tìm hiểu ý nghĩa của các ký hiệu HB, 2B và 6B được ghi trên một số loại bút chì. Hướng dẫn trả lời: trong nguyên tử carbon thì có 6 electron màu xanh nước biển, 6 proton là màu đỏ và 6 electron là màu xanh lá cây. Thì một thang phân loại có ghi trên thân bút chì sẽ bao gồm từ 9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 8H và 9H. Thì chúng ta cùng xem và so sánh cái mức độ đậm nhạt theo cái hình ở trên đây. Trong đó này, H sẽ là viết tắt của hen, có nghĩa là cứng. B là viết tắt của từ black. F là viết tắt của từ fine, có thể gọt rất nhọn mà không làm gãy đầu chì. Loại bút chì này rất hiếm gặp. Trong dãy trên, đi từ trái qua phải thì độ cứng tăng dần, đồng thời độ đen càng ít đi, hay nói cách khác là nhạt dần. Có bút chì B là màu đậm nhất, tỷ lệ nghịch với độ cứng. Độ cứng càng nhiều thì độ đen càng ít đi. Loại bút chì 9B là đậm nhất, thuần màu đen và mềm nhất. Bút chì 7B thì nhạt màu hơn. Bút chì 5B thì nhạt màu hơn nữa. Còn bút chì 9H là bút chì cứng nhất, bởi vậy nên nét bút chì cũng nhạt nhất trong thang phân loại. Phần lớn những cây bút chì thông dụng thường ở mức HB, nghĩa là trung bình về độ cứng và màu đen, không quá cứng cũng không quá đậm. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.